không có gì đâu chị chỉ là không muốn đi học thôi em đừng nghĩ nhiều quá nguyên chủ có thiết lập là học sinh giỏi mình đâu thể nói vì sợ thi sẽ làm sụp đổ hình tượng chứ xem ra là em vô dụng không thể giúp được chị trái lại còn để chị phải an ủi em chị không có giấu em thật sự chỉ là vì sắp đi học chị vẫn chưa làm xong bài tập mà thôi em cũng biết kỳ nghỉ này chỉ vừa đi quay chương trình vừa phải chuẩn bị để tham gia bữa tiệc của đường ra. Không kịp làm xong bài tập về nhà. Hóa ra là vậy, xem ra là em nghĩ quá nhiều rồi. Vậy hay là chị và em cùng nhau học đi? Hà! Phản ứng này của chị là có ý gì? Em hứa sẽ không trì hoãn việc học và không làm ảnh hưởng đến chị, được không? Sao cậu ấy biết làm nũng thế? Ai mà chịu cho nổi? Vậy được, chị đồng ý. Cảm ơn chị. Vậy chúng ta mau bắt đầu học thôi. Nắm lấy. Thật ngại quá, em không cố ý, chỉ là nhất thời phấn khích mới. Buông ra. Không sao không sao, chỉ là nắm tay thôi mà. Cứu mạng, sao túi máu nhỏ đang yêu thế này? Thình thịch thình thịch. Chị đi trả lời tin nhắn rồi quay lại ngay. Dạ, chị cứ từ từ thôi. Vừa hay có thể lẻn ra ngoài để bình tĩnh lại, làm sao mình có thể học trong bầu không khí này được. Mỉm cười. Sao chị về nhanh thế? Sao lại là cô? Cô nghe lén à? Không giả vờ nữa hả? Cô ghen tị vì tôi có thể ở bám lấy cô ấy mà không kiêng dè gì. Tôi ghen tị với cậu. Cho dù thế nào Em ấy luôn là em gái mà tôi yêu quý. Không giống cậu, phải dùng những thủ đoạn vô liêm sỉ như vậy mới có thể ở bên em ấy. Chỉ cần khiến cô ấy dành nhiều thời gian cho tôi, vô liêm sỉ một chút cũng không sao. Hơn nữa, cô thật sự nghĩ rằng dù thế nào cô ấy cũng không có ác cảm với cô sao? Sững sờ. Cậu có ý gì? Chuyện thiên kim thật giả là sự thật cô ấy có lẽ không quan tâm đến khi chuyện tiết ra từ hôn truyền ra ngoài lựa chọn bạn đời trong tương lai của cô ấy sẽ bị ảnh hưởng bởi cô cô ấy vẫn có thể đối xử với cô như vậy sao tôi sẽ nhân cơ hội này để tiến lại gần cô ấy còn cô chỉ có thể ngày càng rời xa cô ấy mà thôi cô ấy sẽ sớm nhận ra chỉ có tôi là không bị ảnh hưởng bởi thế giới bên ngoài bất kể thế nào tôi cũng sẽ không làm tổn thương cô ấy Tiết Đạc Cố dạng, tôi sẽ kết hôn với chị gái cô. Ai vậy? Họ Tiết, chẳng lẽ anh ta chính là vị hôn phu của nguyên chủ mà Chu Địch đã nói với mình? Anh ta hình như là nam phụ thứ nờ, kết hôn chỉ vì chiếm cố ra. Trình độ thấp đến mức ngay cả tình tiết cả mặt cũng bị gạt sang một bên. Anh ta liên lạc với mình e rằng có mục đích, nghe anh ta nói gì trước đã ấn. Cố dạng, mặc dù chúng ta là thanh mai trúc mã, tôi cũng không muốn cưới cố căng. Chị, sao chị lại ở đây? Nhưng cố căng là thiên kim thật của cố gia, chuyện liên hôn giữa hai nhà là chuyện quan trọng. Cho dù chúng ta yêu nhau, thì tôi cũng chỉ có thể hủy hôn ước với cô, cưới chị cô. Dùng sức tắt. Nam phụ này sao vậy? gửi cho mình đoạn ghi âm dài như này chỉ vì nói những lời hại mình sao? Vẻ mặt của đại lão u ám vậy. Không lẽ nghĩ ngờ mình còn thích anh ta, lúc trước đối xử tốt với chị ấy chỉ là giả vờ chứ?